Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh tin mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn ngay bây giờ là bản tin ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh thắt chặt di chuyển, quy định thời gian người dân được đi ra ngoài đường. Dự báo 5 đến 7 ngày tới, số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. Thêm 10 người dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội. Sau đây là tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh thắt chặt di chuyển, quy định thời gian người dân được đi ngoài đường. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền thành phố sẽ quy định cụ thể về đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ra đường, có thể giới hạn khung giờ nhất định. Tại buổi họp báo cung cấp tình hình dịch COVID-19 sáng nay, 25 tháng 7, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thành phố đã trải qua 55 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh nguyên nhân khách quan là chủng virus Delta lây lan nhanh, khó lường, còn nguyên nhân chủ quan là nhiều địa bàn chưa thực hiện nghiêm tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở cả lực lượng chức năng và người dân. Chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này để phân tích, không phải để xác định trách nhiệm. Cần nhìn nhận, nếu không làm tốt hơn, dịch sẽ lây lan mạnh hơn, tình trạng xấu hơn. Đây vừa là một thực tế, vừa là một cảnh báo, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Trong hôm nay hoặc là chậm nhất ngày mai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy định cụ thể về đối tượng, nhiệm vụ và thời gian được di chuyển ra đường. Cũng có thể thành phố sẽ giới hạn ở khung giờ nhất định, như quy định sau 18 giờ những ai không được ra đường, ông Phan Văn Mãi thông tin. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sau khi kết thúc 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16, thành phố đã bỏ lỡ cơ hội để có tình huống khả quan nhất. Tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, đòi hỏi thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường hơn nữa. Trong đó, việc giãn cách, cách ly cần thực hiện triệt để, người dân không ra ngoài đường, trừ những trường hợp rất cần thiết, rất cụ thể. Trong những ngày tới, lực lượng công an, quân đội, cơ quan phòng chống dịch tại các cơ sở sẽ tuần tra, kiểm soát để đảm bảo giãn cách nghiêm, hạn chế tới mức tối thiểu người dân ra đường. Thời gian qua vẫn có khu dân cư tồn tại tình trạng giao lưu, nhà này tiếp xúc với nhà kia, người này tiếp xúc với người kia. Thành phố phải giãn cách triệt để trong thời gian tới, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Trong thời gian này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng áp dụng mọi biện pháp để đáp ứng nhu cầu người dân trong thời điểm giãn cách. Chúng ta cần quyết tâm trên thực tế, phải thực hiện nghiêm, triệt để trong 1 đến 2 tuần nữa. Các biện pháp tăng cường là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan, phát tán dịch bệnh. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể tuyên bố kết thúc hay điều chỉnh cấp độ các biện pháp, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý. Đối với công tác điều trị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thành phố đang chuyển dần nhiệm vụ chính sang công tác điều trị. Cụ thể, mọi nguồn lực sẽ được tập trung cho nhiệm vụ chính này nhằm hạn chế số lượng tử vong. Để đáp ứng được sự chuyển đổi trên, ngành y tế của thành phố đã phân tầng điều trị cho từng nhóm bệnh nhân với cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực, cơ chế phối hợp phù hợp. Thành phố cũng huy động các nguồn lực xã hội, cả y tế tư nhân để phục vụ công tác này. Trong thời gian qua, có tình trạng người dân có nhu cầu trợ giúp y tế nhưng một số trường hợp chưa đáp ứng kịp thời. Một mặt nguyên nhân là cơ sở y tế quá tải, mặt khác liên quan đến cơ chế điều phối điều trị. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực trạng. Để giải quyết vấn đề nêu trên, địa bàn đã rà soát, củng cố và mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận, điều trị trên toàn địa bàn. Thành phố cũng đã thành lập, bổ sung các bệnh viện tăng cường điều trị, phân bổ, nâng cấp trang thiết bị và nhân lực hợp lý. Đối với việc cách ly, chăm sóc F0 tại nhà, ông Phan Văn Mãi cho biết, biến chủng virus Delta lây lan nhanh, tuy nhiên chỉ có 70-80% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Việc cách ly triệt để tại nhà, hạn chế tiếp xúc, sẽ giúp người nhiễm SARS-CoV-2 thoải mái hơn về tâm lý, giảm áp lực cho ngành y. Dự báo 5 đến 7 ngày tới, số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao.
tại buổi họp báo sáng ngày 25 tháng 7. Về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết hiện thành phố có hơn 15.000 nhân sự chuyên về y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó có hơn 4.000 người là lực lượng tăng cường từ trung ương và địa phương bạn. Ông cũng khẳng định quan điểm người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng không phải bệnh nhân và cho biết thành phố sẽ cơ cấu lại nguồn lực để sử dụng hiệu quả hơn. Ông Đức cho biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã huy động cả lực lượng y tế, công lập và tư nhân tham gia hoạt động chống dịch. Gần đây, lực lượng huy động nhiều nhất là tham gia tiêm vaccine. Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng bác sĩ về hưu, lực lượng y tế tư nhân để hỗ trợ điều trị, tư vấn sức khỏe cho người dân, đặc biệt là khi thành phố triển khai cách ly F0 không có triệu chứng tại nhà. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh đã mở thêm một nhánh của tổng đài 1022, huy động chuyên gia y tế tham gia tư vấn sức khỏe cho người dân. Về việc đăng ký tham gia hoạt động chống dịch, ông Đức cho biết, ai muốn tình nguyện tham gia chống dịch có thể đăng ký với Sở Y tế. Đây là công tác đặc thù nên cần phân về đơn vị phù hợp, công việc mới phát huy được hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Trung ương để tập huấn, chủ yếu cho sinh viên ngành y tham gia hoạt động chống dịch. Sau đó, thành phố sẽ mở rộng tập huấn cho đối tượng sinh viên có ngành gần với ngành y hoặc công nghệ thông tin. Lực lượng này đến nay đã lên tới khoảng 10.000 người. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết, thời gian qua, số lượng ca nhiễm tăng lên tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục, phải chia sẻ nguồn lực cho các khu cách ly F1 và tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân F0. Một số bệnh viện đã chuyển đổi công năng từ bệnh viện quận, huyện sang điều trị COVID-19. Các bệnh viện đa khoa cũng được chuyển công năng với hai chức năng, một nửa điều trị bệnh thường quy, một nửa điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F1, tiêm vaccine. Ông Nam cho rằng đây là khối lượng công việc rất lớn, cần nguồn nhân lực khổng lồ. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm của thành phố là không phân biệt giữa y tế tư nhân và công lập. Hiện, thành phố có 59 bệnh viện tư nhân và 200 phòng khám đã cử bác sĩ, điều dưỡng tham gia chống dịch tiêm vaccine. Thời gian tới, thành phố sẽ lập khu điều trị F0 không triệu chứng tại các bệnh viện quận, huyện, dự kiến 50.000 giường tại 22 địa phương. Như vậy thì thành phố cần tối thiểu 1.000 bác sĩ để đáp ứng. Về lực lượng hỗ trợ giai đoạn đầu, Trung ương dự kiến hỗ trợ thành phố 5.000 người là sinh viên, giảng viên đại học, bác sĩ, điều dưỡng. Tuy nhiên, hiện có nhiều tỉnh, thành trên cả nước, số ca cũng tăng theo, nên các lực lượng này đang được phân bổ cho phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, thành phố hiểu và chia sẻ với khó khăn chung của cả nước khi dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, thành phố sẽ huy động toàn bộ nguồn lực nội tại, sử dụng lực lượng tại chỗ để chống dịch. Sở Y tế cố gắng sử dụng nguồn y tế đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ để đảm bảo hiệu quả nhất. Riêng bệnh viện tuyến cuối tầng 5 điều trị bệnh nhân hồi sức cấp cứu thì có nhu cầu về chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức. Nhóm này đòi hỏi người có kinh nghiệm mới có thể giải cứu được các ca nặng. Thành phố hiện nhận được sự hồi đáp rất tích cực của Bộ Y tế trong công tác này. Trả lời câu hỏi về chiến lược chống dịch thời gian tới, ông Đức cho biết, vừa qua, Bộ Y tế thống nhất quan điểm người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng không phải là bệnh nhân. Từ đó, thành phố có những thay đổi phù hợp trong chiến lược để giảm tải áp lực cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời giữ gìn sức khỏe cho người dân. Chủng Delta nếu giữ, không chuyển nặng thì trong thời gian ngắn khoảng 7 ngày sẽ trở lại bình thường. Nhưng nếu trở nặng thì công sức điều trị rất nặng nề, ông cho hay. Công tác xét nghiệm cũng được điều chỉnh đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh mất sức những nơi không đáng, giữ tinh thần đảm bảo hạn chế nguồn lây lan, qua đó giữ được nguồn lực để triển khai công tác khác. Trong quản lý F1, F0, thành phố sẽ triển khai mạnh việc tập trung nguồn lực địa phương để chăm sóc sức khỏe cho trường hợp nhẹ, có điều kiện cho phép F1, F0 tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà. Tinh thần là cơ cấu lại để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn trong tình hình dự báo còn phức tạp trong thời gian tới. Dự báo là trong 5 đến 7 ngày sắp tới, số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ở mức cao, Phó Chủ tịch nhận định. Ông cho biết thời gian qua, biểu đồ ca nhiễm có xu hướng dàn hàng ngang. Thành phố nỗ lực sử dụng tất cả các phương tiện, nguồn lực để kéo giảm dần số ca nhiễm và quay trở lại tình trạng bình thường. Lãnh đạo thành phố kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức, tự chăm lo cho bản thân, chấp hành nghiêm các biện pháp chống dịch, không vô tình trở thành nguồn lây nhiễm khiến dịch phức tạp hơn. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Từ 24 tháng 7, thành phố sẽ siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thu hẹp nhóm đối tượng
được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 25 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 58.198 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước. Thêm 10 người dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội. Thành phố tiếp tục ghi nhận một số trường hợp lây nhiễm virus do liên quan thành phố Hồ Chí Minh và qua xét nghiệm sàng lọc ở cộng đồng. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội sáng ngày 5 tháng 7, các trường hợp mới được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến một số ổ dịch bao gồm: ngoài trường hợp được phát hiện nhiễm nCoV sau khi xét nghiệm sàng lọc, những trường hợp còn lại đều là F1. Họ có độ tuổi từ 7 đến 58, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai là 2 ca, Vĩnh Lộc 1, Phùng Xá, Thạch Thất 1, Phụng Châu, Chương Mỹ 1, Phú Lãm, Hà Đông 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm 1, Đông Anh 3, với các trường hợp Hải Bối, Võng La và Vĩnh Ngọc, Hiền Ninh, Sóc Sơn là 1. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 699 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến nay đã có 430 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Thông qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở người có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng mới đây, thành phố đã phát hiện tổng cộng 46 người nhiễm nCoV. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!